Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, video clip ngày hôm nay tôi dành để cảm ơn anh em Đỗ Hoàng Hải vì những đóng góp của anh em trên kênh. Cảm ơn anh em đã suốt một năm vừa qua đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi. Cảm ơn anh em Đỗ Hoàng Hải rất là nhiều. Và tôi hy vọng là anh em Đỗ Hoàng Hải sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ kênh như thời điểm hiện tại anh em nhé. Và trong cái video clip ngày hôm nay thì như mong muốn của anh em Đỗ Hoàng Hải, tôi sẽ làm một cái video clip về cái bộ xuyên và kết hợp với Kira dồn đồ cho con cung đen làm con co. Đấy, nghe thì là biết là sẽ phải chơi ở level thấp và high bronze rồi. Bởi vì con cung đen là một cái con tiền nó rất là bé, nó chỉ có 2 tiền thôi. Thế nên là chúng ta sẽ phải chơi ở level thấp. Đấy, và phải kết hợp với cả bộ xuyên nữa. Thế nên là chúng ta sẽ phải roll cái con cung đen lên 3 sao. Thế là nội dung ngày hôm nay ấy, nó sẽ là chơi cung đen làm co và kết hợp với cái bộ 9 xuyên và lấy đồ Kira nha anh em nhá. Một trong những cái line up mà nghe là đã biết là cực kỳ khó chơi rồi. Phải đánh ở level 10 nhưng mà lại phải lên được co lên 3 sao thì mới có thể sử dụng được cái món đồ Kira. Đấy. Nghe là thì khó anh em ạ. Dã man luôn. Nó khó bởi nhiều cái khúc mắc liên quan đến tộc hệ. Tôi tưởng con nào lên 2 sao. Chứ còn cái con này lên 2 sao tôi nghĩ là eco luôn. Thôi eco. Lý do eco cũng là bởi vì là chơi ở level thấp. Đấy, chúng ta không đẩy cấp sớm ở đâu. Chứ còn nếu mà tôi đánh cái kiểu mà tôi đánh chuỗi thắng ấy, là thường là tôi sẽ dí cấp rất nhanh. Dí cấp lên 8, chỉ sau round 15 là có thể là dí lên 8 luôn. Chứ không có dừng lại ở 7 nhiều. Còn nếu mà dừng lại ở 7 này thì chi bằng là chúng ta lấy cái eco chịu thua anh em nhé. Và tôi cũng xin chia sẻ với anh em một chút về cái bộ xuyên và cái sức mạnh của bộ xuyên này. Khi mà làm cái content này thì nó sẽ có một vài cái khúc mắc mà nó sẽ khiến cho cái việc làm nó trở nên rất là khó. Cái thứ nhất là gì? Cái bộ xuyên ấy, nó thường thì nó sẽ không kết hợp với những cái bộ khác. Nó chỉ có kết hợp với cái bộ xuyên thôi. Bởi vì làm sao? Bởi vì tất cả những con xuyên ấy, khi mà anh em kích hoạt từ 6 xuyên trở lên thì là những cái con ở tộc xuyên thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng bởi cái hệ tộc. Nhưng mà những cái con khác ấy, khi mà chúng ta cho vào, kể cả là của đồng đội của chúng ta, ở bên bàn cờ của chúng ta, đấy là những cái quân cờ đồng đội, thì nó cũng sẽ bị chia đôi máu. Đó chính là cái điểm dở của cái bộ xuyên này. Nó không những nó chia đôi máu của đối thủ mà nó còn chia đôi máu của chúng ta nữa. Thế nên là khi mà kết hợp với cả những cái con tướng khác thì thường ở tộc khác ấy thì thường là nó rất khó. Thường là nó hay kết hợp với rồng hoặc là hay kết hợp với cả hunter thôi. Đấy, kết hợp với lùn. À đây rồi, ủa, quá tuyệt vời luôn. Ra là con eco ở round 7 à? À, cũng được. Ta bị lọt là 3 round. Chúng ta bị lọt 3 round. Đến round 7 thì chúng ta có cái con eco được rồi. Đấy, thì xin chia sẻ tiếp về cái vấn đề cái bộ xuyên. Thì chính vì nó không kết hợp được với những cái con khác ấy, nên là cái bộ xuyên này này, nó sẽ xếp theo thứ tự là những cái con mà từ tiền thấp đến tiền cao. Thì ở một tiền nó sẽ có hai con. Một tiền nó sẽ có hai con là con ảo ảnh này và con rồng một tiền. Đấy. Và lên hai tiền nó chính là cái con cò của chúng ta ở trong cái clip ngày hôm nay, là cái con cung đen. Và cùng với cái hai tiền đấy thì có thêm một con nữa, đó chính là con gốt kít. Đó. Vậy là chúng ta chỉ có một con là bằng tiền và hai con là dưới tiền thôi. Đấy, trong khi cái món đồ Kira thì nó yêu cầu là nó phải cái con tướng mà chúng ta cầm cái món đồ đấy, nó phải ít nhất là bằng tiền hoặc là hơn thì chúng ta mới có thể là luốt được những cái con tướng hiến tế. Đấy, những cái con bị hiến tế thì nó phải thấp tiền hơn cái con tướng chính. Thì ở đây nó có một cái dở là cái bộ Exit này nó chỉ có là nếu mà chơi theo cái kiểu là up cấp đẩy sớm ấy và chỉ chơi co là 2 sao thôi ấy, thì đấy nó có cái vấn đề đấy, chính là nếu mà bằng sao và bằng tiền thì nó chỉ luốt được 3 con. Tức là nó sẽ không thể mắc binh ở cái bộ Kira. Đó, nó khó cái vấn đề đấy. Mà khi mà Kira nó không luốt nổi những cái con mà máu nhiều mà đam to ấy, mà chỉ luốt được những cái con như con rồng này thì đam rất bé luôn. Đấy, máu cũng bé. Con ảo ảnh cũng vậy. Nó rất bé, máu rất yếu. Và nó chỉ luốt được một con God Kid. Cái lượng máu thì nó gọi là nhiều đấy, nhưng mà cái đam của nó thì bé nhất ở trong những cái con này luôn.
God Kid là cái con mà đam bé hơn cả con rồng luôn. Thế nên là sẽ không phát huy được tối đa sức mạnh của bộ Kira. Ơ từ từ nhá. Từ từ. Ui giời ơi. Giời ơi, không kịp anh em ạ. À. Vãi thật, đá coi như là để ý là cái round này là phải bỏ bài ra rồi mà không kịp bỏ ra anh em ạ. À. Chán thật, thế là không có chuỗi rồi. Thế khó đấy, khó rồi. Thế thì cũng trả được bao nhiêu tiền để mà roll. Chán thật. Mà vớ vẩn cái lao quái này là có khi là eco luôn lao quái. Để tiết kiệm tiền một cách tối đa, có khi là eco luôn lao quái anh em ạ. Chán nhỉ. Quả đấy là tôi cũng biết là cái round đấy là phải bỏ bài ra rồi, nhưng mà quả không tập trung anh em ạ. Cái điều đáng sợ là chúng ta không có tiền để roll. Và một cái điều đáng sợ nữa là có một cái thằng nó ở phía dưới là có tiền để nó comeback. Đấy. Chuyện này còn có cả Assassin à. Cái bộ Aegis thì nó không sợ Assassin đâu. Nó khá là khỏe. Cái vấn đề là chúng ta có lên được 3 sao hay không thôi. Con cung đen lên 3 sao ấy. Đấy, thế nên là tôi cũng chia sẻ với anh em là như thế. Tức là cái con cung đèn ấy, nó phải lên được 3 sao thì mới chơi được cái bộ xuyên kẹp với Kira. Và nó có một cái điều kiện thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải lên level 10 thì mới chơi được cái bộ 9 Aegis kết hợp với Kira. Đấy, là phải đánh vào level 10. Mà lên được level 10 thì nói chung là đã roll được co 3 sao và lên được level 10 thì nó thực sự là nó là một cái trận đấu mà khó đấy. Nó phải đánh ở siêu late game. Tức là phải sống sót ở đấy late game rồi mới lên được 10 cơ. Chứ cái kiểu nó chơi nó phải như thế. Chứ còn bây giờ có phải là gì cấp để mà lên 10 sớm ở round 29 đâu. Có phải đâu. Thậm chí nó đến round 35, round 40 mới có thể lên được 10. Round này không biết là có toang quái không. Tôi nghĩ là ăn được. Ở đây có khá nhiều những cái con khỏe. Được. Bắp được cho Skull Hunter à. Rồi. Thế thì là ăn được quái không? 40 tiền. 40 tiền ở round 10 cũng được. Mặc dù không có chuỗi. Đấy. Round này chúng ta có 50 tiền đó. Ok. Và bây giờ mới ra là một con cung đen đầu tiên anh em ạ. Lấy cái lời thầy lùn này đã. Ra con súng một cái là bỏ bài vào đánh luôn nha anh em nhá. Ra con súng. Chơi tạm cái lùn. Chơi tạm bộ lùn. Phải có cái bộ lùn này để giữ máu ở cái giai đoạn mà chúng ta đánh ở level 7 ấy. Đánh ở level 7 và đánh rất lâu. Ui, chuyện này có Saman ấy hả? Ui, vậy đấy. Chơi Saman không? Chắc thằng này nó không chơi Saman đâu nhỉ? Không biết, nhưng mà nếu mà thằng đấy mà đổi ý nó, ví dụ nó ra con gấu đá 2 sao xong rồi nó chuyển sang nó chơi Saman thì trận này cũng sợ phết đấy anh em ạ. Bộ Aegis này nó cực kỳ sợ luôn. Sợ nhất. Nếu mà bảo là sợ Saman nhì thì chắc là không có bộ nào mà cái bộ Aegis này nó sợ bằng cả. Không có bộ nào là dám là sợ nhất luôn. Tất cả những cái con Saman khi mà nó hóa hình nó đều không bị chia đôi máu. Trừ những cái con tướng mà không hóa hình thôi. Thì nó chỉ có mỗi mấy cái con kiểu, ví dụ như con gấu Metalith chẳng hạn. Khi mà kết hợp Metalith với Saman hay là bọn Mết chẳng hạn thì nó sẽ không có có cái hiện tượng là giữ nguyên máu. Đấy. Còn những cái con Saman thì nó sẽ được giữ nguyên máu, nó sẽ không bị chia đôi máu đâu. Sợ phết đấy. Rồi, và đây có thể là Witcher. Thằng này chắc là Witcher. Witcher thì nó lại rất là ngon nhá. Nếu mà gặp Witcher thì Aegis nó rất là sướng, đánh rất là sướng luôn. Vì Aegis nó counter vào Witcher. Nó chia đôi màu với bọn Witcher xong nó bắn chết hết. Dồn nam nhanh. Bây giờ mới có một cái con cung đen thì đến bao giờ nó mới lên được 3 sao nhỉ? Tôi cũng không dám nghĩ đâu. Thậm chí là bây giờ vẫn chưa có đến con thứ hai. Chúng ta còn tới 8 con cung đen nữa. Nghe mà sao nó dài thế nhở. Nó dài thật sự luôn.
Và để cho cái con cung đen này nó phát huy được cái sức mạnh tối đa thì tôi nghĩ là ngoài việc cái roll thì con cung đen này lên 3 sao ấy, thì tôi sẽ phải roll những cái con như là con ảo ảnh hay là những cái con như là con rồng. Đấy, lên 3 sao anh em nhá. Lên 3 sao. Nhưng mà có một cái này mà tôi cũng lăn tăn đấy, đó chính là cái việc là nếu mà trong cái trường hợp ấy mà cái con cung đen nó chưa lên được 3 sao nhưng mà hai cái con một tiền ấy nó lên được 3 sao mà chúng ta chơi Kira ấy, thì chả lướt được cái con nào cả. Đấy, nó lại như thế cơ anh em ạ. Nếu mà nó lên được 3 sao thì nó còn lướt được những cái con một tiền, hai tiền và thậm chí là cả 3 4 tiền nó cũng sẽ lướt được. Đấy, 3 tiền với cả 4 tiền 2 sao thì lướt được khi mà cái con cung đen lên được 3 sao. Nhưng mà trong trường hợp cung đen 2 sao thì nó chỉ lướt được mỗi một mình những cái con cung đen này hoặc là con God Kid 2 sao hoặc là con ảo ảnh hoặc là con rồng 2 sao. Nhưng mà khi mà bọn đấy nó lên 3 sao thì lại không lướt được nữa. Đó. Thế như này. Và bây giờ nhá, cái con ảo ảnh này nó tôi nghĩ là nó sẽ là cái con lên 3 sao đầu tiên đấy. Đúng không? Anh em nhìn ở đây là 5 con rồi. Thế thì khả năng là nó sẽ lên 3 sao trước con cung đen. Cung đen đến 1 con mà bây giờ con ảo ảnh 5 con như thế này thì roll thế nào mà nó sẽ ra con ảo ảnh trước. Khó nhờ. Mà cái trận này nhá, nó không ra xuyên á. Anh em có để ý không? Đấy, ui dồi ôi, ảo ảnh đúng thật luôn. Còn 3 con ảo ảnh nữa này. Ok. Ở đây chúng ta có 6 xuyên rồi. 6 xuyên kẹp với cả lùn. 6 xuyên kẹp lùn kẹp 3 hunter. Hy vọng là tôi sẽ giữ được máu. Cái tầm này 55 máu là ít lắm rồi đấy. 56 máu. Sau round 15 còn có 50 máu nữa. Ok. Sức mạnh của cái bộ xuyên ấy nó là cái lợi thế của những cái con tướng xuyên và những cái con tướng của địch thủ là những cái con tướng ở khác tộc. Thì cái lợi thế về máu khi mà anh em chia đôi máu của đối thủ có nghĩa là anh em nhân đôi đam đấy. Nó giống như là cái việc là anh em x2 đam. Trời ơi nhìn này. Thực sự là như thế luôn. Cung đen bây giờ mới lên được con thứ hai ạ. Mà cái con ảnh ảo bây giờ, ảo ảnh bây giờ nó chỉ còn một con nữa thôi. Chưa có đồ Kira nhưng mà sẽ phải lấy tạm cái này 2 tia đã. Trận này không ra xuyên anh em ạ. Cay nhờ. Mấy con xuyên toàn một sao thôi. Mỗi con ảo ảnh gần lên được 3 sao rồi. Lẽ ra đây ấy, anh em biết phải chơi cái gì không? Chơi Witcher. Phải chơi Witcher kết hợp với Glacier anh em ạ. Trận này ra cả Glacier lên 2 sao hết rồi. Đen thật. Khó nhỉ, mà còn bị nó phá chuỗi chứ. Thì nó phá eco. Mà trận này roll mãi không ra cung đen. Roll bao tiền không ra cung đen đây này. Chúng ta tạm thời là chơi 6 xuyên thôi nha anh em nhá, không chơi chuyến 9 xuyên vội đâu. Ôi giời, nó còn bớ vào đúng con cung đen luôn ạ. Cay thật. Khó chịu thật sự. Ok. Vai đái tí thì cắt được chuỗi. Chỉ cần là cái con cung đen của tôi là không bị bớ vào khi nó vớ vẩn ra vừa rồi cắt được chuỗi đấy. Hay là con cung đen nó lên được 2 sao ấy. Là cung đen nó 1 sao. Anh em nhìn này. Điều không? Chả nhé lại ra lại mua mấy cái con này. Yếu quá, không đánh được. Mà nếu mà bây giờ mà bỏ những cái con ở trên bàn cờ ra, ví dụ như con rồng chẳng hạn thì mất 3 hunter. Nếu mà bây giờ thay chỉ thay con rồng 1 tiền ra thôi. Rồng 1 tiền không lên được 3 sao thì thôi, chắc là không nuôi nữa. Nuôi mỗi con ảnh ảo đó. Trên này có cả gấu, ui thằng này sắp lên được gấu 2 rồi. Ra được 2 con gấu Metalist rồi. Mẹ nó vẫn còn đang được eco rồi à. Chuỗi 11 trận thắng liên tiếp rồi anh em ạ. Cay nhỉ. Vẫn còn đang được eco. Và hình như là vẫn chưa cắn máu lên á. Rồi luôn rồi. Cùng đen.
cay thật đấy. Đùa. Phải roll xuống 39 tiền này mới ra là con cung đen lên 2 sao. Chán thật sự luôn. Chuyện này toang rồi. Level 7. Level 7 29 tiền ra 18. Toang quá luôn rồi đấy anh em ạ. Toang lắm luôn rồi. Làm nào đây. Gấu. Ui ôi, thằng này Saman thật rồi anh em ơi. Mua sẵn hai con Saman rồi thế này. Khó chịu. Khó chịu thế nhờ. Chết 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 chết. Chuyện này muôn vàn cái khó luôn. Cực kỳ khó. Đã bị phá chuỗi Echo rồi này. Xong rồi lại run đen mãi không ra được xuyên lên 2 sao. Xong rồi lại còn gì. Lại còn là gặp đối thủ chơi counter nữa chứ. Làm sao con cung đen lên được 3 sao đây. Khó đấy nhở. Trong round 19 rồi. Mấy cái round sau sợ bị đẩy ác luôn ấy. Saman mết. Hai thằng Saman mết luôn. Hai thằng Saman mết chứ không phải là một thằng. Mà nó cái thằng kia nó câu ra là cái con gấu tổ 3 sao rồi. À 2 sao rồi anh em ạ. Thằng này chắc cũng Saman mết rồi. Hy vọng với cái thằng Saman nó chết sớm ấy. Ảnh ảo lên được 3 sao. Vậy là sẽ không có khả năng luốt cái con ảnh ảo ấy nữa rồi. Khó chịu nha. Cái tầm này thì bây giờ không luốt nữa rồi. Bây giờ là nếu mà có ra cái món đồ Kira ấy thì chúng ta cũng sẽ phải lên 3 sao chúng ta mới luốt được cái con đấy cơ. Bây giờ chỉ luốt được những mấy cái con 1 sao thôi. Có khi là phải bỏ cái con God Kid vào anh em ạ. Bỏ God Kid vào có thêm hiến tế mà luốt. Không có con nào luốt thì cái con này nó cũng ra gì đâu. Không biết là nếu mà cái con cung đen này nó lên được 3 sao xong rồi nó cầm đồ Kira ấy, thì nó có bắn chết một phát một không nhỉ. Đây rồi, Kira đây rồi. Có đồ không? Không có, random nhá. Chưa có đồ Kira anh em ạ. Vậy là chúng ta sẽ đánh ở 7 tiếp. Rồi, lấy cái đồ tím luôn. Ok, ta sẽ đổi cái đồ tím luôn anh em nhé. Đằng nào thì cái giáp nó cũng vứt đi. Con này nó đang thiếu cái đồ hút máu. Chưa có đồ khả năng hồi máu. Hồi máu bây giờ là tí nữa là sẽ kết hợp với cả con Velomancer của Kira ấy, thì nó sẽ có Warlock. Hiện tại chúng ta cũng chưa có Warlock đâu. Ôi giời ơi, 9 Assassin ạ. Bớ luôn vào con cung đen được. Điều thật sự. Điều quá thì mất thôi. Giờ mới được 5 con cung đen. Rao 21 thì lơi rồi. Rao 22 rồi. Sắp vào cái giai đoạn late game mình lơi rồi. Có khi trận này phải khô máu ở level 7 ấy anh em ạ. Tôi nghĩ là như này không lên 8 được đâu. 54 tiền mà mất 32 tiền để lên 8 thì còn bao nhiêu để roll đâu. Hiện tại chúng ta có 5 con cung đen rồi. Thiếu 4 con nữa. 4 con cung đen nữa thôi. Cố lên nào. Tôi cứ nghĩ là tôi có cái tộc lùn là tôi giữ máu được. Nhưng mà không, trận này toàn những cái con bớ ra đằng sau thôi anh em ạ. Đây này. Đấy, toàn những cái con bớ ra đằng sau thôi. Rất là nguy hiểm. Bất diệt ạ. Bây giờ con Fallen Witcher này cái bất diệt nó cũng không ngon lắm. Con Witcher bây giờ nó không có sử dụng bất diệt cho những cái con bóng được. Thế là nếu mà để tăng máu không ấy thì thà lấy cái giáp xoay ngon hơn. Đồ tìm ấy.
Có lên lui con rồng lên 3 sao không nhỉ? Chơi này có vẻ khó. Cung đen chỉ còn 3 con nữa thôi. Và 3 con nó cực kỳ khó luôn. 3 con cuối cùng là 3 con khó nhất, 3 con cực kỳ khó ra. Những cái con ở giữa giữa là những cái con dễ rôn ra, nhưng mà những cái con ở cuối cùng ấy, khi mà gần lên được 3 sao thì nó cực kỳ khó ra. Thằng này là vẫn chưa chuyển Sama này, thế thì vẫn có cửa ăn được. Định chơi là 12 con hay sao? Ok. Ơ cái thằng phá chuối chết rồi kìa. Trời ơi. Nhân quả đến cũng sớm thôi. Đùa. Thật là như thế luôn. Có tiền có chuối, có tiền có chuỗi thua. Thế mà rồi cuối cùng vẫn ra đi trước tôi. Ok, vậy là chúng ta có con này 2 sao là cũng ngon này. Nhưng mà con ác mộng của tôi nó cũng vẫn 1 sao. Ác mộng mà 2 sao chúng ta kẹp được vua lóc của cái level này rồi. Gặp Hunter có ăn không? Chắc là xuyên này cũng không ngán Hunter đâu. Đấy, mặc dù đánh với Hunter ở level 9 nhưng mà chúng ta vẫn có thể ăn được này. Phải phết nhỉ. Thôi mấy cái con to tiền thì không nuôi nữa nha anh em nhá. Chỉ nuôi mấy cái con 1-2 tiền thôi. Đen nhỉ, trận này roll đen thật đấy. Rao 25 rồi. Còn những 3 con cung đen nữa. Quá muộn rồi. Đánh ở level 7 này thường là nó chỉ khoảng rao 19-20 thôi anh em ạ. Lên tận 25-26 này vẫn chưa lên được 3 sao. Muộn lắm là 27 là phải lên 3 sao. 27 mà chưa lên 3 sao thì toang luôn. Xác định là trận này toang. Còn 2 rao nữa để lên 3 sao đấy. Tức là còn 2 rao nữa là chúng ta xả hết cái đồng tiền này, kiếm mấy con cung đen lên 3 sao. Đây rồi, Kira đây này. Có đồ Kira rồi. Kèm theo đấy là một quả trứng cho con cung đen. 2 con nữa thôi. Nhưng mà phải cho Kira vào đã. Bây giờ Kira nó lút được là mỗi con súng này thôi à. Điêu nhỉ, lút được một con anh em ạ. Cái dở của cái bộ này nó là như thế. Cái dở của cái bộ này nó là như thế anh em ạ. Trời ơi, lút được đúng một con. Nếu mà không lên được 3 sao thì chỉ lút được một con duy nhất thôi. Đấy, nó khó ở chỗ đấy. Bình thường là chúng ta chơi những cái bộ khác ấy, là nó đã lút được những cái con 4 đô rồi, những cái con 3 đô rồi. Nhưng mà ở trong cái bộ này thì không được như thế. Chúng ta chơi co là co thấp tiền. Thế nên là chính vì thế nên là những cái đội hình mà chơi Kira ấy, thì sẽ không chơi với co thấp tiền anh em nhá. Chơi là rất khó chơi. Phải lên được 3 sao cơ. Không lên được 3 sao chơi kiểu này thì hơi tù. Lút được một con súng thì đam nó cũng chả lên được bao nhiêu. Lại còn bị bớ vào nữa chứ. Thề. Nhưng mà rau này có thể ăn được. Rau này ăn được. Exorcist nó không sợ Assassin đâu anh em ạ. Anh em thấy là rau vừa rồi tôi bị bớ vào con co giết chết ngay đầu game. Nhưng mà những cái con xuyên còn lại nó vẫn làm được. Không sợ bộ Assassin. Con này chỉ sợ Saman này. Sợ Insectoid. Rất sợ luôn. Hai bộ đấy. Hiện tại đã là round 27 rồi. Và cái con cung đen của tôi nó vẫn chưa có dấu hiệu lên 3 sao. Trong khi đấy là chúng ta sắp đứt tới lời rồi đấy. Sau 27 này bọn nó bắt đầu mạnh lên. 29 là bọn nó lên form lên được level 10. Trong khi chúng ta phải đánh ở level 8. Quá khó chơi. Đồ ra lại chán thật sự luôn. Rôn đồ chán quá đi mất thôi. Không thể kiếm được cái hút máu ạ. Này đúng là sắp toang cái nơi rồi. Gặp ngay cái bọn này Witcher bây giờ nó mạnh rồi anh em ạ. Bọn này cứ càng kéo dài về late game bọn Witcher đủ đồ đấm ngược lại luôn ấy.
Chúng ta chỉ không sợ nó ở giữa game thôi. Đấy, nó lên 10 rồi mà. Thầy lên 10 rồi, 6 Glacier. Khó chơi quá thì mất thôi. Con nữa rồi. Một con cung đen nữa rồi. Đây rồi. Trời ơi, lên được rồi nhưng mà vấn đề là bây giờ tôi vẫn thấy là nó vẫn chưa đủ mạnh ấy. Lên được ok, cứ cho lên được đi. Nhưng mà bây giờ không phải là 9 xuyên. Vấn đề là bây giờ mới là 6 xuyên. Và muốn đến 9 xuyên thì phải lên tận level 10. Và bây giờ mới đang ở level 8 anh em ạ. Ui mẹ ơi, bây giờ cái chặng đường lên 10 sao mà nó dài đến như thế. Thế phải làm nào đây? Cung đen liệu rằng có một hit chết con không? Đúng thật đấy anh em ạ. Một hit chết một con nhưng kìa. Ok. 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 Đấm được cái con Kira kẹp máy bay anh em ạ. Ờ, cũng được đấy. Cũng được đấy, Kira beat kẹp máy bay vẫn ăn được thì là cũng được. Nhưng mà vấn đề là gì? Là phải lên 10. Khó nhá. Bây giờ sống đến ra 32 thì lên được 10. Không biết có sống nổi ra 32 không đây. Lượng máu chúng ta còn ít lắm rồi. Còn có 23 máu, 33 máu. 33 máu bây giờ. Sơ hở cái là đi. Bây giờ dí thẳng lên 10 là đủ Exit. Sợ nhất là cái con này này. Lùn kẹp với cả máy bay, kẹp với cả 4 bit là cực kỳ khỏe nha anh em nhá. Cái bộ đấy khỏe lắm. Rồi gặp Assassin. Gặp Assassin thì vô tư. Ok. Đấy cứ cho gặp nhiều à. Gặp Assassin nhiều vào để sống lên được đến ra 32 đã. 29, 30, 31, 32, sống một round nữa thôi. Một round nữa lên được. Cố lên nào. Sắp coi như là form được cái đội hình tối thượng của nó rồi anh em ạ. Mà trận này chúng ta rèn đồ chúng ta hơi bị đen. Rèn nó mất khá nhiều đồ. Tôi mất không biết bao nhiêu đồ rồi. Hy vọng là cái bọn kia nó chết đi, nó sẽ rơi cái đồ sang nhà tôi để tôi có bù lại cái lượng đồ mà tôi mất đi do cái việc rèn đồ. Cầu trời lệ Phật cho sống được đến ra 32. 33 máu thì chúng ta chỉ chịu được 2 lần lọt nữa thôi. Tầm đấy thôi, chứ không hơn được đâu. Anh em nhìn mấy cái con quái này. Thực ra ấy, cái lượng đam này tôi thấy nó cũng bình thường chứ nó cũng không quá to. Đây là Kira và có chia đôi máu đến từ Exit rồi đấy. Mà cảm giác cái lượng đam của nó vẫn không phải đến lỗi mà một hit một con được. Vẫn chưa thể một hit một con được. Đồ chán thật sự anh em ạ. Không có đồ luôn ấy. Toàn cái đồ gì ấy, toàn đồ thủ. Không có đồ, đồ công. Trận này không có đồ công. Cay nhỉ. 31 này vẫn chưa đủ tiền. Và 32 vẫn chưa đủ tiền cơ. Thế này phải 33 mới đủ tiền. Level 33 mới đủ, à hiệp 33 mới đủ tiền lên level 10. Sống nổi không ấy? Khó nha. Giờ sợ là sợ thằng beat máy bay ấy. Thằng beat máy bay là tương đối sợ. Thằng đấy nguy hiểm. Mấy cái con đệ beat nó đẻ ra ấy, chúng ta cũng sẽ bắn nó. Nó sẽ không bị chia đôi máu đâu nhá. Đấy, cái bộ, những cái bộ triệu hồi là nó sẽ không bị chia đôi máu. Thằng này ăn được, thằng này ăn được. 6 Glacier. 6 Glacier thì ăn được. 6 Glacier Kira. Bắn nhau như con luôn. Đánh đau đấy. Đánh đau phết đấy anh em ạ. Ok, lại ra quả trứng ạ. Vẫn chưa đủ tiền lên. 33 mới đủ tiền. Ra này lóc lại anh em nhé. Tiết kiệm tiền ra sau lên 10 cái. Ui dồi ôi, lên được cái con Fallen 3 sao luôn ạ. Căng thế nhở. Thế thì sợ rồi. Thế thì sợ rồi, tầm này ăn được thằng đấy không. Late game rồi.
Level 10 mà lên được Fallen Witcher 3 sao, 6 Glacier. Khó. Trận này khó lắm anh em ơi. Khó rồi. Hy vọng là cái bọn này lên level 10 chúng ta có 9 xuyên ấy, nó sẽ đỡ phần nào. Không ổn. Nó có một cái không ổn ở trong cái bộ này anh em ạ. Đấy là chúng ta, khi mà chúng ta lướt hết những cái con xuyên thì chúng ta không còn tăng cơ để mà đánh nữa. Đúng rồi. Đúng rồi anh em ơi. Cái bộ này nó mạnh là bởi vì nó có cái chênh lệch máu giữa những cái con xuyên và những cái con tướng của địch. Nhưng mà khi mà chúng ta lướt hết những cái con xuyên đi rồi thì cái sự chênh lệch máu đấy nó sẽ không còn. Tất cả những cái con tướng xuyên nó đều được là gấp đôi máu so với những cái tướng của địch. Nhưng mà khi mà chúng ta lướt mất 4 con rồi thì cái lợi thế đấy nó không còn nữa. Vậy là nó sẽ không phát huy được sức mạnh của cái bộ xuyên anh em ạ. Cay thật. Thêm được một chút đam cho con cung đen nhưng mà nó lại không có mạnh. Nó mất hết sức mạnh của bộ xuyên. Thay vì đấy chúng ta không lấy đồ Kira mà chúng ta lấy một cái cướp điên, tôi nghĩ là ngon hơn. Nó cũng là tăng cái lượng đam lên khá là nhiều và chúng ta sẽ bảo toàn được lực lượng. Hỏng rồi. Như này thì hỏng rồi. 9 xuyên vẫn thua đây này. Hỏng rồi anh em ạ. Sai lầm rồi, thằng này 6 bit rồi. 6 bit có đồ Kira có cướp điên. Đam cực to. Không phải rồi, sai lầm rồi. Cái bộ này tôi nghĩ là lên level 10 kẹp với cả lùn ngon hơn. Nó vẫn sẽ là kẹp lùn, kẹp với cả 3 Hunter thôi để tăng tốc đánh cho con cung đen. Tôi nghĩ là ngon hơn cái bộ Kira đấy anh em ạ. Tôi chơi thấy Kira này có vẻ hơi toang. Trông bây giờ ăn được mỗi cái nhà top 2 thôi. Còn thằng này thì chịu rồi nhá, thằng này thì thôi chịu rồi. Ăn được nhà top 2. Chúng ta cũng Kira, con máy bay nó chỉ có 1 sao và nó cũng có Kira. Mà cái con máy bay này nó còn mạnh hơn cái bộ này luôn. Trong khi nó còn bị chia đôi máu rồi đấy. Đây nó chấp máu rồi mà nó vẫn còn khỏe hơn. Ăn nổi thằng này không? Khó thật sự. Hỏng rồi, gặp với thằng này cũng thua. Ăn được không? Ui, nhìn nó đánh kìa. Nó 6 Glacier. Ui, nó còn có bất diệt nữa chứ. Thằng này mà không có bất diệt thì chắc vẫn ăn được. Ôi tôi chết rồi. Vô vẩn top 4 ý anh em ạ. Cái thằng mà đang thấp nhất, thấp máu nhất ý, thì làm sao mà nó có thể top 3 được. Thế là chỉ hy vọng cái thằng 36 máu kia top 3, à top 4 thôi. Còn cái thằng đang thấp máu nhất ngoài tôi ra ấy, thì cái thằng đấy là một con Glacier là 6 con rồi. Kết hợp với một con Fallen Witcher 3 sao thì chắc chắn là nó là top 1 rồi. Cái tầm này ra 35 rồi thì thằng đấy chắc chắn top 1 rồi. Thằng kia có lên được máy bay 2 sao thì cũng chưa chắc là ăn nổi. Vậy là chúng ta chỉ còn tranh cái vị trí top 3 thôi anh em ạ. Cái thằng máy bay đang có chuối thì nó cũng sẽ không thể nào nó có thể xuống máu nhanh được đâu. Khó rồi. Tôi cố gắng dẫy vào top 3 vậy. Đấy đồ này còn không có cơ. Chán thật sự luôn. Thôi chỉ lấy được cái gậy như ý tăng tốc đánh thôi. Cũng chả lấy được cái gì. Đổi một cái món đồ cam nhá anh em nhá. Xem lấy được cái món gì ngon nào. Không đổi được luôn. Ok. Đây. Rồi, lấy cái bất diệt đi. Tăng cái lượng máu này lên. Tăng con này lên 3k máu xem nào. 3k máu luốt thêm Kira nữa chắc là rơi vào tầm 6k máu. Không ra thêm mấy con rồng nhỉ. Con rồng một tiền tôi sẽ đập trứng luôn ấy. Ra tôi đập lên 3 sao luôn để tôi kiếm cái đam cho Kira. Ok. Ok.
Vãi đái. Thôi đi rồi, gặp thằng này sớm thế. Trời ơi, hỏng rồi. Trời ạ. Không ăn thua anh em ạ. Yếu vãi đái luôn. Thề, chả đấm được ai. Mắc bình như thế rồi mà cũng chả đấm được ai luôn anh em ạ. Thậm chí còn không vào được top 3 luôn. Rồi, có gì tôi sẽ làm lại cái bộ này sau anh em nhé.